Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Am Bé. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube Am Bé yêu đồ đẹp. Hôm nay rất vui khi mà giới thiệu đến cho các anh một cái sản phẩm đến từ nhãn hàng Zippo. Đây là một trong những cái phiên bản rất là đặc biệt của thương hiệu Zippo. Cái mẫu có mã hàng là 49629 các anh nhé. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi mình gọi điện thoại đặt hàng, các anh vui lòng đọc đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. 49629 Founder Day. Các anh có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái phiên bản rất là đặc biệt, như các anh cũng nhìn thấy là cái hộp nó cũng khác biệt so với lại tất cả những cái phiên bản trước đây em giới thiệu với các anh, đúng không nào? Chúng ta có một cái hình của người sáng lập Zippo, đó là người sáng lập của hãng Zippo này, và chúng ta có một cái ruột bên trong như thế này, Founder Day. Đây là một kỷ niệm người sáng lập đó. Cái sản phẩm này như các anh có thể thấy được, cái tên của nó là Founder Day, có nghĩa là ngày của người sáng lập, thì có nghĩa là các món quà này dành cho những người sáng lập. Các anh có thể mua làm quà tặng dành cho những người sáng lập công ty này, nhân dịp khai trương này, hoặc là những ngày kỷ niệm trọng đại của công ty. Rất là đẹp và ý nghĩa, đúng không? Hợp với lại cái ngày trọng đại đấy, và hợp với cái người sáng lập công ty luôn. Cái phiên bản này thì nó cũng không có nhiều, và đây là các anh có thể quan sát Special Edition, có nghĩa là một phiên bản giới hạn, một phiên bản thiết kế riêng, tiêu chuẩn riêng đấy. Thì hãng Zippo bây giờ có rất là nhiều dòng khác nhau để phù hợp với lại nhiều nhu cầu của rất là nhiều đối tượng khác nhau. Cái sản phẩm ở trên tay em đấy là màu đen bóng, cái là black rất đẹp luôn, màu đen bóng đây nhá, màu đen bóng. Ở trên clip thì nó hơi bị chiếu chói sáng cái đèn một chút nên là nhìn nó không được đen cho lắm, nhưng mà thực tế thì nó là màu đen bóng. Và ở đằng sau thì chúng ta có Founder Day mùng 5 1932 đấy. Ở đằng trước thì chúng ta có một cái logo, cái này là cái nhẫn, cái mặt nhẫn của cái Zippo đấy, 1933, cái mặt nhẫn của năm Zippo năm 1933 đấy. Nó có cái phần mộc đáy như thế này. Cái mộc đáy thì nó cũng có một chút khác biệt, đó là cái tháng sản xuất thì nó sẽ khác một chút, nó sẽ có dòng chữ là GGB. Cái này là cái tên của cái người sáng lập ấy. Đó, tên của người sáng lập đấy, cái viền là trơn bóng, đen bóng các anh nhé. Bản lề năm chấu rất là đẹp và sang trọng, cũng như là bền bỉ trong thời gian sử dụng dài. Em test tiếng kêu cho các anh. Em đánh lửa thử, ở đây thì bật lửa của em là bật lửa mới, em chưa châm xăng nên là khi mà đánh lửa thì các anh không thể thấy được cái phần đánh lửa rất là nhạy. Bù lốt 16 lỗ form mới, búa cam màu than chì rất là đẹp như này, bản lề tất cả mọi thứ rất là hoàn hảo và sắc nét. Với hàng chính hãng này các anh hoàn toàn yên tâm. Đối với các anh mới lần đầu chơi Zippo thì các anh nên tìm hiểu về Zippo một chút. Bên em có rất là nhiều thông tin về Zippo ở trên kênh YouTube Am Bé yêu đồ đẹp. Đặc biệt clip các anh phải xem đó là clip hướng dẫn phân biệt thật giả, cũng như là clip hướng dẫn châm xăng để các anh có thể là sử dụng một chiếc Zippo hoàn hảo nhất nhé. Đó, mua hàng bên em thì được chính sách bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 68 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Ngoài ra thì các anh còn được hưởng chính sách bảo hành trọn đời bởi hãng Zippo toàn cầu luôn các anh nhé. Bất kỳ các anh có thể gửi lên hãng để nhận được sự bảo hành trọn đời đấy, rất là chất lượng, đúng không? Ở dưới này chúng ta có cái phần chặn xăng cũng như là bánh đá. Cách sử dụng thì cực kỳ là đơn giản rồi, buồng đốt 16 lỗ giúp cho các anh đi gió không tắt này, lấy lửa nhanh ở mọi lúc mọi nơi, kể cả những cái nơi mà có điều kiện gió to cũng như là nhiều vùng sông nước hoặc là đồi núi cao, gió rồi sa mạc rồi bão cát rồi các kiểu thì rất là tốt luôn. Cái Zippo nổi tiếng vì vậy, và một cái tên tuổi trăm năm tuổi ở tồn tại ở trên toàn cầu thì cũng là một cái sản phẩm đáng sở hữu, đúng không các anh? Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho kênh trên toàn quốc, hoặc kênh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin. Kênh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn kênh rất là nhiều.